Thưa quý vị, sáng nay, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có buổi làm việc với Quận ủy Sơn Trà về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và một số công việc sau Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Theo báo cáo tại buổi làm việc, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, thời gian qua Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, chú trọng thực hiện công tác tổ chức cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể và chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ năm 2017 đến nay, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 53 trường hợp đảng viên vi phạm. Sau Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025, Quận ủy đã hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục sau đại hội, kiện toàn các chức danh cán bộ chủ chốt. Ban Thường vụ Quận ủy đã làm việc với một số sở ban ngành thành phố để phối hợp triển khai một số nội dung theo nghị quyết đại hội trên các lĩnh vực quản lý đô thị, tập trung xử lý những vấn đề tồn tại lâu năm trên địa bàn quận như việc di dời mộ chôn cất trái phép, xử lý các trường hợp xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà, lồng bè nuôi trồng thủy sản tại vịnh Mân Quang, là tập trung phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh quận, bảo tồn các di tích lịch sử trên địa bàn quận, xây dựng và phát triển các đề án lĩnh vực giáo dục và y tế.